báo hiếu đúng tránh kiến. Ông bà có đạo ông bà, cha mẹ có đạo cha mẹ, con cái có đạo con cái. Đạo ông bà là phải gương mẫu cho con cháu noi theo. Đạo cha mẹ là phải tạo điều kiện tốt nhất và hướng dẫn cho con cái vào đời. Đạo con cái là phải đền đáp công lao của cha mẹ. Vậy đền đáp như thế nào là đúng tránh kiến và đầy đủ? Với những cha mẹ sống trong vô minh, tà kiến, ác pháp, săn tham, thì con cái tự mình sống có minh, tránh kiến, thiện pháp, bố thí, qua đó hướng dẫn cha mẹ đi theo. Nếu cha mẹ vô duyên không đi theo thì tự mình duy trì đời sống như đã có và hướng đến sự giải thoát, chấm dứt hoàn toàn sinh tử là đủ. Tránh và tà. Tránh là không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh. Tà là có làm khổ mình, có làm khổ người và có làm khổ chúng sinh. Sự thật về lòng yêu thương. Con người luôn ngộ nhận về lòng yêu thương. Họ nói họ thương cha mẹ, con cháu vợ chồng thực chất là họ thương cái bản thân họ trước tiên vì thương thân sợ cô đơn sợ khổ nên họ lấy vợ chồng rồi sinh con để nhờ vả nhau lúc cần thiết